Đại hội tuyển dụng việc làm Vinhome với các nội dung như cơ hội việc làm mới cho nhân viên kinh doanh, các chương trình game show của các đơn vị sàn đại lý đối tác phân phối bất động sản Vinhome, giới thiệu và mang đến cơ hội kiếm tiền, chính sách của các đại lý, sự thu hút với nhân sự mới. Giới thiệu về truyền thống của đơn vị sàn phân phối, đại hội tuyển dụng việc làm bất động sản Vinhome mang đến nhiều cơ hội ứng và trúng tuyển vào các vị trí mong muốn tại các công ty thuộc hệ thống sàn đại lý phân phối bất động sản Vinhome miền Trung và miền Nam. Đây là cơ hội để những chiến binh sale bất động sản chưa tìm được nơi, chọn mặt gửi vàng, có thể đầu quân. Sự kiện tổ chức nhằm thu hút nhân sự tư vấn sản phẩm bất động sản Vinhome để triển khai hơn 20 đại dự án của Vinhome khu vực miền Nam và miền Trung trong thời gian tại Đại hội tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản Vinhome. Chủ đầu tư cũng sẽ công bố định hướng chiến lược phát triển và dò sản phẩm các dự án mới của Vinhome. Sự kiện tuyển dụng Vinhome diễn ra vào ngày 13 tháng 5 đến 14 tháng 5 năm 2023 tại Nhà văn hóa Thanh niên, đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.